các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sáng nay ngày 24 tháng 2, không chỉ làng giải trí k pop mà showbiz Việt cũng dần dần vì thông tin G Dragon, Big Ben và Jenny Blackpink bị bắt gặp hẹn hò tại căn penthouse house xịn sò. Đa phần netizen đều tỏ ra rất phấn khích, hết lời chúc phúc cho cặp đôi đình đám xứ hàng. Trong showbiz Việt, Quyền My thích thú chia sẻ thông tin cặp đôi G Dragon, Big Ben, Jenny Blackpink và bày tỏ chóng mặt quá, tôi rủi mắt mấy lần rồi. Đẹp đôi thế. Tóc tiên và bạn thân, bà xã Rimastip cũng xỉu ngang xỉu dọc khi hay tin ông Hoàng Capot có bồ. Đặc biệt nhất, ngay lúc này, Diệu Nhi liên tục bị gọi tên vì trước đó nữ diễn viên thường xuyên bày tỏ tình cảm và u mê ra mặt với Ghi Dragon, biết bên. Dân tình cho rằng có lẽ Diệu Nhi sẽ khóc hết nước mắt rồi tất gọn cốt sơ vào một góc thôi. Huyền My, Quán Quéo, vì Tinh Di Dragon, Big Ben, và Jenny Blackpink hẹn hò. Tâm trạng của nàng hậu chắc cũng là nỗi lòng chung của dân tình vào sáng nay. Không nói nhiều, tóc tiên xỉu ngang xỉu dọc với tin hẹn hò của cặp đôi đình đám ca Bà xã Gymastic gửi lời chúc phúc đến, bà bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, Jenny Blackpink. Cô gái được gọi tên nhiều nhất lúc này là Diệu Nhi, không biết chị còn đứng vững không? Cuối cùng, Diệu Nhi cũng lên tiếng nhưng sao lại chối bỏ sự thật thế này. Thu Trang cũng có chia sẻ khiến dân tình thích thú, lời nguyền mê trai quả không trừ một ai. Khoảnh khắc vi rồ nhất sáng nay, Di Dragon, Big Ben và Jenny Blackpink bị bắt gặp hẹn hò.